Dạ, Hiếu Phan mến chào tất cả quý vị khán giả thân thương trong dòng ngoài nước trở lại với kênh thông tin tin tức Hiếu Phan Blog. Hôm nay là ngày 3 tháng 3 năm 2022 thì Hiếu xin cập nhật một số thông tin mới rất là thú vị mà quý vị cũng đang rất là quan tâm. À, có liên quan đến Thiền Am, có liên quan đến Trần Thị Hồng Thanh cũng như là có liên quan đến câu chuyện loạn luân ở đây thưa quý vị. Và cái câu hỏi đặt ra ở trong cái câu chuyện loạn luân này cũng khá là hay mà Hiếu bắt gặp nhiều nhất ở trên những cái video clip của Hiếu mà chắc có lẽ là những ai không yêu thương Thiện Am cũng đặt ra cái câu hỏi này. Thì trước khi vào nội dung chi tiết, Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình. Ngày mới có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc và thành công hơn nữa trong công việc cũng như là cuộc sống. Mến chúc tất cả quý vị khán giả thân thương ở hải ngoại có một đêm an vui, ấm áp, hạnh phúc và ngủ thật là ngon giấc nhé trước tiên thì chúng ta nói về vị chủ tịch nước mới của chúng ta đó là ông võ văn thưởng ngày hôm qua thì vị khán giả cũng đã biết là ông võ văn thưởng đã chính thức nhậm chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khi mà hay được cái thông tin này thì có rất nhiều vị khán giả cũng chúc mừng đến vị chủ tịch mới và cũng có những lời cầu xin xem xét về những vụ án 331 ở đó thì có liên quan đến Thiện An minh bộ trụ hay là những cái vụ án khác gần đây thưa vị và đặc biệt là quan tâm nhất là cái vụ án 331 gần đây nhất thì vị cũng thấy là luật sư trần văn sĩ cũng bị bắt tạm giam để mà điều tra về cái điều 331 bộ luật hình sự này hay là nhà báo hàng ni vân vân đó thì vị khán giả mới có một cái cầu xin như thế này ở một cái video trước thì có để lại một cái bài bình luận Vị khán giả tên là Cẩm Hà Phạm, à, chị nói là cầu xin chủ tịch mới tuổi trẻ tài cao, kỹ năng thép đi sâu vào lòng dân, nghiêm minh xét xử những vụ án 331 hiện tại đang nổi đình nổi đám tại Việt Nam, nó lan truyền đến các nước láng giềng để được tâm phục khẩu phục cho mọi người ạ. À. Đó, thì qua cái lời cầu xin của chị thì chúng ta cũng thấy rằng chị cũng đang rất là quan tâm và lo ngại về cái điều 331 này bởi vì nó như là cái vòng kim cô hay là cái sợi dây thòng lọng ở trên đầu của chúng ta vậy thưa vị nếu mà chúng ta không hiệu lực mà chúng ta lên trên mạng xã hội đấu tố với nhau á mà những cái sự việc mà chúng ta xúc phạm đến người khác nó chưa có đủ cơ sở rõ ràng chứng cứ cũng như là kiểm chứng á mà chúng ta xúc phạm như là đúng rồi thì chúng ta sẽ rơi vào cái điều 331 bộ luật hình sự này. Đó, thì thời gian qua, mấy ngày vừa qua đó, thì vì cũng nghe là có liên quan đến cái vụ của bà Nguyễn Phương Hằng. Đó, thì một trong những người mà bị dính vào cái điều này đó là luật sư Trần Văn Sĩ nè, cũng yêu thương thiền A an, minh bộ Ủa trụ, binh vực cho thầy ông nội và phản biện lại ở bên phe đối lập thưa quý và một người khác nữa đó là nhà báo luật sư Hàn Ni cũng bị dính vào cái điều khoản này. Cho nên là vị khán giả tên là Cẩm Hà Phạm cũng cầu xin là chủ tịch mới à, có một cái cách nhìn công tâm hơn và xét xử trong cái vụ 331 một cách à, nó nó được à, nghiêm minh hơn. Đó, đúng người đúng tội ở đây thưa quý khán giả. Thì chúng ta thấy như thế nào? À, đối với vị chủ tịch mới này lên thì chúng ta có hy vọng cho Thiền a Minh Vũ trụ hay không ạ? À? Thì vị chủ tịch mới này là người miền Nam uh, quê hương của ông là ở Vĩnh Long Thưa vị, đó thì chúng ta cũng hy vọng là có một cái ánh sáng cuối đường hầm cho Thiền A Minh Bộ Trụ và các thầy cô ở đây được minh quan trong cái điều 331 này, đúng không ạ? À? Đó, và trở lại với cái câu chuyện 331 này tiếp theo thì nói về luật sư Trần Thị Hồng Thanh. Đó, Trần Thị Hồng Thanh cũng là một trong những luật sư YouTuber lên tiếng bảo vệ thiền am minh bảo ủ trụ thời gian vừa qua và hiện tại thì không biết như thế nào thì có người thích có người không thích thì ở đây hiếu không có bàn sâu vào cái vấn đề này mà hiếu chỉ chia sẻ cái nội dung thông tin mới uh, có liên quan đến chị trần thị hồng thanh để cho vị khán giả nghe và vị khán giả có cái nhận xét của mình thưa vị thì uh, giống như những gì mà bà nguyễn phương hằng á bà nêu tên lên á, là có 33 người mà bà đã tố cáo thưa vị. Trong đó thì có luật sư Trần Văn Sĩ mang số báo danh là 27. Thì Trần Văn Sĩ mang số báo danh 27 thì cũng đã bị bắt rồi thưa vị. Và số 3 là nhà báo luật sư Hàng Ni cũng bị uh, tóm luôn. Và tới đây không biết là số 26 này có dính hay không thì chúng ta còn chờ đợi nhé. Số 26 đó là chị Trần Thị Hồng Thanh thưa vị khán giả thì bà Nguyễn Phương Hằng bà nêu ở trong đây là có 33 người nhưng mà hiện tại trên mạng xã hội thì họ đồn đoán là có tới 35 người lận thưa vị nó không biết là sự việc sẽ như thế nào đó thì chúng ta còn chờ đợi bên phía cơ quan chức năng thời gian sẽ trả lời cho chúng ta được biết thì qua những cái sự việc ồn ào mà chị Trần Thị Hồng Thanh bị nêu tên ở trên mạng xã hội á từ bên phía mà ủng hộ của chị Hằng á YouTube hàng ngày luôn cũng nêu tên của chị trần thị hồng thanh và cho rằng là à, sao luật sư trần văn sĩ sao luật sư nhà báo Hàng ni thì sẽ tới chị hồng thanh chị tt vân vân đó các kiểu hết thì à, để hiếu chia sẻ cái bài viết mới nhất của chị trần thị hồng thanh nói như thế nào về cái vụ việc này có liên quan gì đến cái việc mà chị bị tố cáo của bà nguyễn phương hằng hay không đó thì mới đây thôi chị trần thị hồng thanh có nói như thế này đây là một cái bài đăng ở trên kênh YouTube của chị thưa vị thì chị nói là giấy mời uh, của TT là đến gặp phòng nội vụ để giải quyết vụ việc của TT liên quan đến việc dân sự pháp luật hình sự quy định khi có đơn tố cáo cơ quan cảnh sát điều tra sẽ gửi thông báo và mời người bị tố cáo lên làm việc người bị tố cáo sẽ giải trình và đưa ra chứng cứ không được cơ quan cảnh sát điều tra thông báo mời làm việc tiến hành bắt khẩn cấp giống như phạm tội quả tang đó đây là chị đính chính lại cái việc mà họ đồn đoán trên mạng xã hội á, thì chẳng có liên quan gì đến cái tên của chị cả thưa vị và ở đây chị cũng nói là cái việc mà chị có bị mời lên hay không á mà tại sao bên phía cơ quan cảnh sát điều tra chưa có gửi cái thông báo nó để mà làm việc bởi vì người tố cáo cũng sẽ giải trình và đưa ra cái chứng cứ đó. Thì ở đây bên phía cơ quan cảnh sát điều tra mới gửi cái thông báo là mời mình lên làm việc. Thưa vị, chứ không có cái chuyện là giống như họ nói trên mạng xã hội là chị đã bị bắt, bị tóm bị như thế này nọ các kiểu. Thì nó không có ở đây, chị Thanh Minh, Thanh Nga. Và cái thứ hai là chị nói như thế này. Vậy mà có người gọi điện thoại cho tôi gọi hai lần, hai ngày. Thông báo và nói rằng đã có ngày và giờ bắt tạm giam luật sư Đào Kim Lân. Sau đó đến chị Lan, sau đó đến tôi và anh Sơn. Tôi hỏi lại cơ quan cảnh sát điều tra nơi nào bắt. Trả lời cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Long An. Tin chính xác 99,99% ,99%, Lại các mẹ ba chấm cạn lời lần thứ nhất. Đó. Thưa quý vị, cạn lời lần thứ nhất luôn. À thì ở đây chị mới nói là những cái sự việc mà liên quan đến trên mạng xã hội mấy ngày gần đây đó luôn thao thao bất tiệt loan cái thông tin cho rằng là có chính xác đến 99% là chị sẽ bị bên phía cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Long An. À, bắt thưa vị. Đây là họ khẳng định luôn nha, 99,9% luôn. Ghê chưa? Cầm đèn chạy trước ô tô luôn đó thưa quý vị khán giả. Nhưng mà chúng ta thấy một điều ở đây nè, chẳng hạn như là Uh, các chị đi chẳng hạn như là luật sư đào kim lân uh, có xúc phạm đến bên phía cơ quan chức năng quyền nước hòa nói riêng tỉnh long an nói chung á thì ở bên phía cơ quan chức năng quyền nước hòa tỉnh long an họ sẽ làm đơn tố cáo lên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm sẽ thụ lý cái đơn đó và mời luật sư đào kim lân hay là chị hồng thanh đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh để mà điều tra, xem xét và giải quyết đúng không ạ? Cho tỉnh Long An thì đâu có quyền mà bắt bớ hay là mời làm việc vân vân, bởi vì họ bị xúc phạm chẳng hạn vậy thì họ phải có đơn từ tố cáo, tố giác ở đây là gửi lên bên phía cơ quan cảnh sát điều tra của thành phố Hồ Chí Minh. Đó thì mới đúng trình tự thủ tục của nó, đúng theo quy định của pháp luật, thưa quý khán giả, đúng không ạ? Và tiếp theo thì chị Hồng Thanh nói như thế này. Tôi hỏi lại: "Ủa, tại sao tôi và anh Sơn không nhận được công văn thông báo giống như của anh luật sư Lân ba chấm. Vậy tôi và anh Sơn gây ra án gì? À, tại địa bàn tỉnh Long An, phạm tội 331, tin chính xác 99,9%." Ở đâu? Cạn lời lần thứ hai cạn lời lần thứ ba không chia sẻ nữa. Đó, vì khán giả thấy không, chị Hồng Thanh đính đính chính lại cái sự việc mà cho rằng là mình bị bắt bị tóm đến 99,9% là từ bên phía cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Long An trả lời luôn mới ghê thưa vị. Bây giờ trên mạng xã hội thực sự là chúng ta không biết là uh, phải nghe theo cái thông tin nào nữa. Đó, theo vì khán giả thì đánh giá như thế nào. Đó, thì cũng rất mong là vì khán giả nên đính chính lại những cái thông tin như thế này để chúng ta khỏi phải ngộ nhận thưa vị đúng không ạ à? còn quay trở lại trường hợp của anh luật sư đào kim lân á, thì vị khán giả cũng biết rồi anh lên trên mạng chia sẻ nội dung thông tin nó theo cái hồ sơ của vụ án thưa vị tất nhiên là anh đã có đầy đủ chứng cứ hết rồi cho nên là anh mới chia sẻ chứ anh không có chia sẻ ngoài cái thông tin của cái hồ sơ đó cho nên là cái việc luật sư lân á, có bị vướng vào 331 hay không á thì ở đây chúng ta cũng an tâm về cái vấn đề này anh có cách để mà anh đối phó với bên phía cơ quan chức năng thưa vị và anh cũng mong rằng là bên phía cơ quan chức năng đó mời anh làm việc đó để anh có cơ hội là thổ lộ hết cũng như là chia sẻ hết những cái tình tiết vụ án có liên quan đến thiền an minh bộ trụ vụ 50 người tại sao không xử lý vụ của diễm my tố cáo cơ quan chức năng bị nước hòa xúc phạm nghiêm trọng đến vậy đó mà tại sao không truy tìm để mà xử lý diễm my đúng theo quy định của pháp luật nếu diễm my nói sai đúng không ạ à? còn ở chiều ngược lại thì như thế nào tại sao họ không truy tìm đó thì cái vấn đề của luật sư lân thì chúng ta cũng an tâm à, bởi vì anh là luật sư thì anh cũng hiểu luật ở đây thưa quý vị khán giả mà trong cái câu chuyện thiền am thì quý vị khán giả cũng biết rồi nó có cái nỗi quan tình ở đây cho nên là tại sao bên phía cơ quan chức năng họ không có nhiệt tình đi tìm cái nhân chứng trong cái vụ án này đó là Diễm My đúng không ạ à? họ cũng quan ngại cái vấn đề gì đó thì chúng ta cũng có cái câu trả lời riêng cho mình ở đây nếu mà mình nói sâu quá thì có thể là vướng vào 331 ba một vì thật sự rất là khổ ở đây đúng không ạ à? đó là cái thông tin có liên quan đến chị Trần Thị Hồng Thanh đó, và tiếp theo cái thông tin mà ở vị khán giả cũng đặt cái câu hỏi nhiều nhất ở trên những cái video trước có liên quan đến vấn đề luận lưng á. thì có người á, mà không yêu thích thiền am thì luôn luôn cũng đặt ra cái câu hỏi vậy nè nếu mà thiền am anh bộ vũ trụ muốn trong sạch thì đi xét nghiệm adn công bố kết quả đó lên trên mạng xã hội cho dư luận biết đi đó thì cái câu hỏi này rất là dễ trả lời thưa vị khán giả cái đó là cái quyền riêng tư không có ai được chia sẻ cái thông tin bí mật cá nhân đời tư của người ta lên trên mạng xã hội hết. Trừ khi cái vụ án đó nghiêm trọng có liên quan đến cái việc loạn lưng thì tòa án có yêu cầu thì chúng ta mới cung cấp chia sẻ cái thông tin đó. Chứ khi khổng khi không mà chúng ta đưa lên trên mạng xã hội như vậy là chúng ta đã vi phạm pháp luật rất là rõ ràng rồi đúng không ạ? À? À, và chưa có sự chấp nhận của thân chủ về cái quyết định này thì chúng ta cũng không có quyền đưa lên trên mạng xã hội chẳng hạn như thời gian trước đây có anh hiệp sĩ Nguyễn Sinh gì đó thưa quý vị cũng tung lên bằng chứng ADN giả rồi giấy khai sinh giả của các bé vân 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 thì đó là cái điều vi phạm rất là rõ ràng còn có rất nhiều việc khán giả cũng hỏi là tại sao bên phía Thiền Am không đi thưa đối với những nhân tố này chẳng hạn như là Nguyễn Sinh nè rồi ông thích nhật từ rồi một số kênh youtube ở bên kia nữa vân vân và xin thưa với vị khán giả như thế này ngày hôm qua trên buổi live stream thì luật sư lân cũng có chia sẻ là những cái thông tin bịa đặt vu khống cho thiền am bờ vũ trụ loạn lưng như vậy á thì thiền am cũng có làm đơn rồi cũng có tố cáo hết rồi nhưng mà bên phía cơ quan chức năng không có xử lý và giải quyết thì thiền An anh minh bộ trụ cũng không biết làm sao nữa thưa vị chẳng hạn như là trường hợp của lê thanh minh tùng gỉ gã trên mạng xã hội suốt một thời gian dài như vậy thì quý vị khán giả cũng đang rất là quan tâm và hỏi rằng là tại sao thiền anh Bộ trụ không đi tố cáo lê thanh minh tùng và dạ, xin thưa như thế này bên thiền am có đi tố cáo gửi đơn rất là nhiều lần nhưng mà bên phía cơ quan chức năng họ không có giải quyết thưa quý vị đó thì vấn đề bây giờ á, là luật sư của thiền am đang nhờ bên phía bộ công an để mà vào xem xét hỗ trợ đó, xét xử đúng theo quy định của pháp luật về những nhân tố tổ chức cá nhân này đó chứ còn ở nơi địa phương thiền am bên bảo trụ đang lưu trú thì không có giải quyết rồi chúng ta biết rồi đơn thư từ của thiền am thì gửi đi rất là nhiều lần nhưng mà chẳng có thấy đối hoài gì hết thưa quý vị khán giả cho nên là chúng ta mới cảm thấy bức xúc và lên tiếng hàng ngày về những cái hành vi của những thành phần tổ chức cá nhân này. vu khống bị đặt cho Thiền An bộ trụ là luận loan quan hệ biết thống vân vân ra gã trên mạng xã hội suốt mấy năm trời đúng không ạ? À? Ở đó thì có vị chức sắc rồi cả là vị luật sư đang bảo vệ cho ông ấy nữa. Đó là ông T. Hòa Dê đó thưa quý vị thì cũng có xúc phạm đến cô Bùi Ngọc Trâm nó vu khống bị đặt xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của cô rất là nặng nề thì cũng có làm đơn gửi đến là cơ quan chức năng tại à, quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu xem xét và xử lý nhưng mà cuối cùng thì đơn thư đó lại chuyển về cho tỉnh Long An và cuối cùng thì À, phải mời cô Bùi Ngọc Trâm đi khám xét thân thể phụ nữ và điều tra cô Bùi Ngọc Trâm là có còn còn zin hay không đó, còn chinh hay không vân vân các kiểu. Thì ở đây là một cái điều mà quý vị khán giả đang rất là bức xúc bởi vì trong cái tội danh 331 mà tại sao đi mời cô Bùi Ngọc Trâm đi khám xét thân thể như vậy, nó đâu có liên quan gì đến cô đâu. Trong khi đó thì tiền âm bộ trụ đang tố cáo với cái ông luật sư này, này nè, thì chẳng thấy là bên phía cơ quan chức năng xử lý ông này ông ấy vẫn lên trên mạng chia sẻ gom gã hết nó vẫn nhận nhơ ngoài vòng pháp luật thì vì khán giả thấy rồi tiền Am minh bầu vũ trụ có làm gì đi chăng nữa thì họ cũng làm ngơ thưa vị bởi vì tiền am là một cái nơi thấp cổ bé họng không có được sự bảo vệ của pháp luật đúng hòa à? thì rất mong là việc khán giả cũng ủng hộ và để lại cái ý kiến nhé cũng có tiếng nói chung để mà đi đòi lại công bằng lẽ phải cho họ ờ, ở đây thì có hiếu có lang thang trên mạng xã hội đặc biệt là vô facebook thì có bắt gặp một cái bài viết của nhà báo phương ngô nhắc đến nhà báo phương ngô thì vì khán giả cũng đã biết là trong cái ngày phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào năm vừa rồi đó thì chị cùng với luật sư đào kim lân có đứng trước tòa thì bị một tên youtube ở bên phe đối lập đến sĩ vã cũng như là tấn công thì chị cũng có làm đơn thưa. Nhưng mà cuối cùng thì cái sự việc này nó cũng im lặng đến bây giờ. Chị Phương Ngô là một nhà báo uh, viết rất là hay và luôn luôn ủng hộ đòi lại công bằng lẽ phải cho thiền am anh bầu vũ trụ ở đây. Thì trên cái trang cá nhân của chị ấy có viết một cái bài như thế này nói về cái sự việc loạn lưng là uh, họ đã vu khống bịa đặt cái câu chuyện này cho thiền am á. Tại sao là bên phía cơ quan chức năng không xử lý. Thì đây cũng là một cái điều mà nhức nhối làm cho chị... Bài viết ra cái bài này thưa vị nội dung của bài viết như thế này hiếu đọc cho vị khán giả nghe và vị khán giả để lại bình luận nhé thì chị nói là như cách trả lời của BC02 thành phố Hồ Chí Minh và báo chí thì bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt theo điều 331 là có liên quan đến đơn kiện tụng tội du khống miệt thị ca sĩ Vi Oanh thì bà Nguyễn Phương Hằng có lên sóng livestream chia sẻ về cái vấn đề mà ca sĩ Vi Văn có con với người này với người khác vân vân đó thì đã bị ca sĩ Vi Văn gửi đơn tố cáo và bà ấy phải vướng vào cái điều khoản ba và 1, đó là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đó thưa vị thì ở đây cái điều mà chúng ta thấy cái việc này á có rất là nhiều người cũng vu khống bị đặt cho tiền âm vào trụ loạn lương như vậy thì tại sao cơ quan chức năng không xử lý giống như trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng trong khi đó thì ca sĩ Viu Anh gửi đơn tố cáo là bên phía cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và xử lý liền Chắc có lẽ là quý vị cũng đã có câu trả lời. Vi Văn là người của công chúng có tiếng ở đây đúng không à, cũng là ca sĩ nữa và cái vấn đề á có sinh đẻ hay không đó là cái quyền riêng tư của người ta đó, đúng không nếu mà người ta không có vi phạm đến pháp luật hay thì thôi đâu có gì đâu còn lên trên mạng xã hội mà xúc phạm sĩ vã rồi nhục mạ người ta thì chúng ta đã vi phạm chẳng hạn như là trường hợp của bà nguyễn phương hằng này thưa vị rồi trở lại với cái bài viết thì chị phương ngô viết tiếp như thế này vậy việc vu khống tỉnh thất bồng lai thiền nam bên bờ vũ trụ tội loạn lưng và bịa đặt chuyện các ni cô ở Thiền Am chính là mẹ ruột của các chú tiểu thì có vi phạm pháp luật hay không? Cái câu hỏi này để cho bên phía cơ quan chức năng trả lời, đúng không ạ? À? Thì chúng ta đã có câu trả lời rồi. Vi phạm rất rõ ràng, nhưng mà tại sao không xử lý đối với những thành phần tổ chức cá nhân đó? Đúng không quý vị? Đó, thì chúng ta cũng biết rồi đúng không ạ? À? Và tiếp theo là chị biết như thế này. Theo tìm hiểu, điều tra của các luật sư cũng như được sự tham vấn trực tiếp từ một trưởng khoa của bệnh viện phụ sản lớn tại sài gòn Vì thì việc giám định chứng nhận bằng y khoa để xác định người phụ nữ thực sự có sinh con hay chưa là khả thi để chứng minh việc các nico tại thiền a An minh bầu vũ trụ chưa hề sinh nở và có thể giám định bổ sung adn nếu cần nhằm chứng minh là không hề chung quyết thống để nộp lên cơ quan chức năng cái vấn đề mà xét nghiệm ADN thì chúng ta cũng thấy là họ đã đến Thiền An Minh Bảo Trụ lấy cái mẫu rất là nhiều lần rồi đúng không mà từ cái việc mà đưa đi cách ly nè, cũng lấy mẫu máu nè, rồi gần đây nhất là cái ngày 24 tháng 9 năm 2022 vừa qua đó thì cũng có đoàn cán bộ đến đây để mà nhổ mẫu tóc lấy dịch mũi miệng gì của các bé và các thầy cô còn lại ở đó để mà đi xét nghiệm ADN đúng không ạ? À? Thì chúng ta thấy là có kết quả hay không kết quả thì chúng ta cũng đã biết rồi nếu mà có hay không thì tại sao không đưa ra đúng không vị đó thì chúng ta cũng đặt cái câu hỏi ở đây là uh, nếu mà có thì chắc có lẽ là bên phía cơ quan chức năng đã xử lý thiền a minh bầu vũ trụ rồi chứ không có để đến bây giờ đúng không vị còn không có cho nên là không có tung ra cho nên là chúng ta cũng yên tâm thì chúng ta đặt niềm tin ở thiền a minh bầu vũ trụ đó. Và tiếp theo thì chị viết như thế này. Nếu các Nico đồng ý gửi đơn tố cáo lên phòng BC02 thì nhân vật phát pháo mạnh nhất và tiên phong cho tin đồn này chính là Nguyễn Sinh Hiệp sĩ Đường Phố phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho mọi sự mà đến hôm nay cả tỉnh thất bồng lai phải hứng chịu. Cũng cần phải làm rõ thêm những kẻ tung sơ đồ quyết thống giấy giám định ADN giả để bắt tất cả phải lành hậu quả của hành vi vu khống gây nên những nỗi quan và mất mát vô cùng nghiêm trọng cho các nạn nhân. Đó thì như Hiếu nói từ đầu, nhà báo Phương Ngô cũng rất là đồng tình. Bởi vì bên phía Thiện Am cũng có gửi đơn đi tố cáo đối với những thành phần tổ chức cá nhân này rồi. Chẳng hạn như là Hiệp sĩ Đường Phố, Lê Thanh Minh Tùng, ông Thượng Tọ Thích Sinh Si, vân v, v thì tại sao bên phía cơ quan chức năng không xử lý về cái hành vi vu khống xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của họ đây là một cái điều rất là lạ ở đây và đặc biệt là cái ông mà mà tuyên phong ở đây đầu tiên đó đó là cái ông nguyễn sinh đó cái ông này sốt sắng lắm thưa vị đi tìm uh, chứng cứ cho rằng là thiền am bên vào vũ trụ có lộn lưng quan hệ huyết thống và tìm cả các cái bệnh viện cho rằng là các ni cô ở thiền am bộ trụ vào đó sinh nở nữa đó thì quý vị khán giả thấy như thế nào cái đơn thư thì có gửi nhưng mà có xử lý hay không đó mới là điều quan trọng chúng ta cần phải đặt câu hỏi cho bên phía cơ quan chức năng đúng không quý vị đó và tiếp theo thì chị nói như thế này việc bảo vệ hình ảnh và tuổi thơ của các bé các chú tiểu là chính đáng cũng như phải chứng minh sự thật đến cùng để những ai hồ đồ hùa theo mà không hề phân biệt lý lẽ nên nhìn nhận cái sai mà rút kinh nghiệm đó thì cái vấn đề mà ảnh hưởng đến tương lai của các bé sau này á về những cái việc mà họ vu khống bị đặt như vậy á thì nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng thưa vị thì cũng rất cần bảo vệ các bé ở đây bảo vệ hình ảnh nè rồi bảo vệ về tinh thần thể xác cuộc sống của các bé ở đây nữa bởi vì các bé còn có có cái tương lai của nó nếu mà không xử lý triệt để đối với những thành phần tổ chức cá nhân này nó cũng sẽ để lại một cái hệ lụy cho các bé bởi vì họ đã chia sẻ sai sự thật nó ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến với đời tư của các bé sau này nữa thưa vị đó là cái điều mà chúng ta cần phải lên tiếng và nhà báo Phương Ngô ở đây cũng lên tiếng rồi về cái vấn đề này để việc khán giả nhận xét như thế nào và cũng rất mong là vì khán giả cùng với Hiếu có cái tiếng nói của mình để đi đòi lại công bằng lẽ phải cho Thiền A Minh Bảo Trụ và đặc biệt là phải kêu gọi cơ quan chức năng xử lý đối với những thành phần tổ chức cá nhân cầm đèn chạy trước ô tô vu khống bịa đặt gán ghép cho Thiền A Minh Bảo Trụ là có những hành vi loạn luân quan hệ viết thống giả trẻ mồ côi v vân đó thì những thành phần này phải chịu trừng trị trước pháp luật thưa quý vị đó cũng là nội dung thông tin trong ngày hôm nay mà hiếu muốn chia sẻ đến cho tất cả vị khán giả được biết thì vị khán giả nhận định như thế nào về cái nội dung này rất mong là vị khán giả để lại bình luận một like một đăng ký kênh để cho kênh của hiếu phát triển hơn nữa nhé hiếu xin cảm ơn quý vị rất là nhiều À, một lần nữa cuối video Hiếu xin kính chúc tất cả quý vị cùng với gia đình của mình ngày mới có thật nhiều sức khỏe thân tâm an lạc gia đình hạnh phúc và thành công hơn nữa trong công việc cũng như là cuộc sống à Còn bây giờ Hiếu Xin kính chào tạm biệt Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào trong những video tiếp theo